Đấy, đây sẽ là món ngan đắp đất của anh em mình nha, sẽ đắp đất kiểu mới luôn. Kiểu này thì nó sẽ kiểu này thì nó sẽ kia hơn. Còn ở trong mình chấm gì ở đấy? À, kiểu này nó sẽ ok hơn tại vì nó sẽ bọc ở dưới được ok nhá, và đốt nó đại khái là thôi tí nữa thành công thì mới nói tiếp được, chứ không thành công thì cũng không biết được thế nào mà lần. Đúng rồi mọi người. Và nếu mà thành công mình hy vọng là ở trong đấy này gì nhỉ? Thuốc bắc này với lại những cái gia vị bên trong ấy, nó nhũn là bị ăn bị khuê. Ui anh ơi, em có cách là nó chín lên bên trên nữa đấy. Không cần. Phủ rơm lên. Không cần. Tí nữa mình cứ đốt cật lực. Mình sẽ làm video này làm đến tận tối nha. Tối mới ăn mới thưởng thức để cho nó ngon. Sẽ ninh khoảng tầm 5 đến 6 tiếng. Kinh điển luôn thôi. Như kiểu ngan hầm dư luôn thôi. Đến giờ nó khô cái mặt rồi mọi người nhá, sẽ bắt đầu phủ rơm lên để đốt mặt trên nữa. Mình sẽ phủ rơm để đốt mặt trên, chưa cho củi vội tại vì cho củi nó sẽ cái đất nó sẽ vữa ra. Mình đốt sẽ nóng cái củi trên đi. Cái mặt trên, lớp đất mặt trên đi. Xong rồi sẽ phủ củi lên trên đốt cho nó nóng. Như thế này cho nó cứng thịt đã mọi người ạ. Hôm nay là mình quyết định hy sinh cái chảo của mình, tại chảo bằng nhôm này khả năng là nó sẽ bị nóng quá mà. Nãy mình đắp đất hơi dày, không biết là nó có ổn không á. Chắc là không ổn đâu. Nhưng mà sợ nó lâu chín đấy. Đấy, tình hình là sắp tối rồi nha mọi người nha. Mình đã ngửi thấy mùi thơm từ những cái kẽ nứt của con ngan này rồi. Chắc chắn là nó chín nhưng mà không biết có mềm không anh ạ? Nếu mà muốn mềm chắc là phải để lâu để đến khoảng tầm 3 tiếng nữa. Nhưng mà anh em mình đói lắm rồi. Ôi, con này cũng mày thích làm dễ nóng à? Nhấc nó vào trong này. Để nó cho nó làm dây nóng. Nào đưa rể đây. Đây. Bây giờ sẽ nhấc nó vào trong trong kia nhá. Ok. Ui anh ơi, chết, anh làm hỏng chảo rồi. Kệ nó, được món ngon thì cần cái chảo nữa. Lấy lên quê ra sang đây để gõ. Đây. Ấy, mọi người nghe thấy cái tiếng sủi không? Đó, thấy chưa? Nghe tiếng sủi chưa? À lấy mâm. Đấy, ấy, bắt con dê vào trong đi, không nó chạy lung tung. Rồi anh em mình sẽ bắt đầu khui hàng đổ hắt ra dao nhỉ? Chạy từ từ nhá mọi người nhá. Đấy, nó phải như thế này. Chứ mọi khi anh em mình làm ấy, nó còn chưa chín ép nhỉ anh nhỉ? Nó còn chưa khô. Hôm nay là thoải mái thời gian luôn mọi người ạ. Đấy, đất nó phải khô như thế này. Mình phải làm sao để khui một phát được nó ra luôn. Đợi bây giờ nhé, anh đổ vắt ra chân này. Đổ sợ nó chảy nước, mất nước không? Không, phải có nhà máy thôi đấy. Không, mình nghĩ mình sẽ khui theo khui dần dần. Để em lấy chúng em cỡ đi nhé. Cái này cũng cao này, cao 1.000. Đấy, nghe thơm nhỉ. Thèm nhỉ. Đâu lắm mà không ăn ngan. Ngan thì còn một đồ ngon đặc sản đi. Chín thì mình khẳng định chắc chắn 100% sẽ chín mọi người nhá. Mà có nguy cơ còn cháy cơ. Không cháy. Nhưng mà ui, chọc. Nghe chọc rồi. Đấy, thấy chưa, còn nước này. Vẫn sôi này. Vẫn sủi. Ui, đấy. Nước đấy à? Ra nước à? Vẫn sủi cả. Hay là chỗ anh chọc thủng? Không, nó chảy nước xuống dưới. Nghiêng nó chảy. Không, giữ nước chứ không anh úp. Mình giữ nước chứ không mình úp nó luôn ra kia rồi, ra sân rồi. Đấy, quan trọng nước trong người nó thôi. Quan trọng nước bên ngoài. Xẻng đây. Hết luôn. Đấy, xẻng nó phải dễ không anh? Cào dễ hẳn luôn nha. Nhà mình ở cạnh xưởng gạch thế nên là nó hơi ồn, mọi người thông cảm một chút nhé. Mà đại ca bảo là nghiện tiếng gạch, phải có tiếng gạch nào mới ngủ được.
Nó chảy nước ra này. Quỳnh chùa. Ngon nhỉ. Đấy, bây giờ mình sẽ khui hàng ra nhá. Ra ngoài khui. Không, khui đây luôn. Wow. Rồi ra bắt đầu mất ăn đấy. Wow. Chảy luôn này. Ui cha. Chảy luôn này. Cây chuối này, lá chuối này, lá chuối cho các bạn. À bây giờ nhá, khiêng cái lá chuối này riêng ra mâm. Đấy. Tại vì lá chuối này không bị bẩn. Đấy. Bỏ. Hay là khiêng con vịt ra này. Để cái rễ ấy, để dưới ăn ấy. Cháu góp vào đấy, trong mâm cho đây. Ui thơm ấy. Ui cha. Xịn của chóp luôn anh ơi. Nào. Giờ khui ra lấy luôn cả cái lá chuối này. Nhắc lá chuối bắt là lấy được. Không, nhắc lá chuối nó đứt chứ. À, để lấy anh kia. Đấy. Đây đây, cọ 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 cái này đi. Cọ cái này đi. Đấy, cái này phải từ từ nhá mọi người nhá. Ngon lắm. I want nobody, nobody but you. Wow. Phải thật cẩn thận tại vì lâu lắm rồi mình mới làm được một cái món ngon. Bao ngon luôn. Nào. Ai à? Rồi vào đây để tí nữa cho đấy. Tí cho vào nước chấm. Ngon đấy. Wow. Ok đi. Mày ngại cứu nha. Mày ngại buồn. Vào nhà cho đỡ ổn. Lấy con két này đợi đây tí cho xương. Wow, đấy mọi người là thấy ui rồi. Ui. Cố gắng nha. Ui mềm rồi em ơi. Mềm chưa? Bây giờ mình lấy cho anh. Lấy cái kéo ấy kìa. Lấy cho anh cái kéo. Ok luôn. Ui. Ui nhìn nó vàng rồi, ui. Ui mời mọi người mình sao nhá. Ui dồi ôi, cái mỡ lắm. Nó béo, nó ngòi lắm. Bây giờ mình sẽ sọc một phát ra khui hẳn cái này ra. Cũng khá là mềm rồi đấy. Nhưng mà chưa được mềm lắm. Nếu mà con vịt này, à con ngan này mà hầm mà đến khoảng tầm 4 tiếng nữa ấy, thì mình nói thật ra là quá là ok. Ấy, lấy kéo hoặc dao con cũng được anh em. Anh em đói lắm rồi. Mình sẽ khui tạm vào cái ở trong này ra nhá. Ui. Ui. Đây. Mềm mềm mềm. Ui tim. Ui, tim thì cắt được, cắt được. Đấy. Cắt được. Cắt ra cầm nó lôi là nó ra ra. Đây, nó đỏ này. Rồi, cho mọi người xem ở trong đoạn nào nhá. Ui là tim. Vẫn chưa gặp nó đuôi nhá. Kéo đâu, kéo đâu. Mày kéo đi. Không, không dao, không, không. Không. Cắt nó. Ừ, đấy. Ừ, wow. 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 Nó bỏng quá mình không, không sờ tay vào được. Rồi cái mùi thơm của, mọi người biết cái thuốc bắc với lại ngải cứu nó thơm, nó quyện vào nhau, nó, ui giời, nó tuyệt vời đến mức như thế nào rồi đấy. Đó, đây. Thấy chưa? Wow. Rồi ok rồi. Đó. Quả nó mới vui vẻ cứu xuống nhỉ. Mình sẽ ra xịt phép mình làm một miếng là ức nó xem nó thế nào nhé. Wow, khá là mềm rồi. Nếu mà để thêm tí nữa thì ui. Ui chà, trắng ngọt lắm nhỉ. Mời mọi người nhá. Ngồi đâu anh? Ngồi đâu? Thật là tuyệt vời. Cho em xin chứ. Sao lại có những người nấu ăn ngon và đẹp trai như thế này? Sao lại có những người vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon nhỉ? Thế à? Mời cái chị ấy ta gọi là anh chú. Mình già. Nhiều lúc thấy các em nói mình như thế, mình về mình định tự tử đấy. Chà. Nhưng mà không nỡ đi giết những người đẹp trai nhất thì ngon chứ mọi người. Thôi đi này, đây đấy. Ui, mình ăn kèm cái này. Mình ước cái là nếu mà được mềm nhũn nào, tức là nhá, cầm cái chân ra xong rồi nó nhúc lại. Mai mình sẽ làm lại một cái món nữa như thế này nhưng mà sẽ thật nhiều. Thôi đi anh ơi. À, mình có ý tưởng không? Hãy xem. Thôi rồi. Ý tưởng của mình sẽ kiếm một cái chum cà
thật nhiều vịt gà vào và thuốc bắc ngửi ngoái và ầm nó đốt nó. Anh ơi, món này là bổ đấy anh nhỉ, đây là chen này nhỉ, món này phải cứu anh. Hả? Anh ơi, mặt mặt trong đúng rồi, anh làm thế nha, chăm trong người mặt dưới clip là này. Hầm chân giống kiểu chân vịt Trung Quốc ấy nhỉ. Ok, ok luôn. Chúng mình làm bao chất lượng luôn nhỉ. Wow, thôi dùng tay đi. Ngon lắm. Wow, mề đấy nhá. Món mề nó xém này, hôm nay chín hết nhá. Chín là thịt à. Ngon đi. Trong tổng còn sót ít coca. Ép nước nó ra. Ngon đi. Chấm. Em để làm cái đùi, em cắt lên cho một cái đùi. Ăn nó ngập mồm được mọi người. Ngon lắm. Chín gọi là ngon kìa. Tuyệt vời nhá. Mọi người biết cái gia vị thuốc bắc với lại ngải cứu ấy, mà khi nấu con gà con vịt, à con gà nó chín ấy, thì nó ngon như thế nào, thì đúng như hôm nay là ngon như thế đấy. Nó mà nó hầm hầm mềm mềm thì ngon nhỉ. Quán này mà hầm mềm thêm một tí nữa. Nhiều thì chắc là đây. Chân vịt Việt Nam à, chân gà hả cơ. Ấy nó không cắn được như người ta này. Mình ăn cái đùi đi chắc ngon này. To ngon chưa. Mình sẽ ăn kiểu mà khác. Mà có vịt à, cứu ngon lắm rồi. Mình sẽ ăn kiểu khác. Một miếng táo đỏ này. Một miếng cái này là gì nhỉ? Vịt thuốc nam nó gọi là, giá thuốc bắc nó gọi là gì nhỉ? Cái trắng trắng này. Đấy. Quện vào với một cái cánh và thêm ít rau ngải cứu nữa. Ui. Ngon nhỉ nhỉ? Nhà hạt táo. À chén đâu hết rồi. Mà lại nhặt hết hạt sen à? Nó nhặt hết rồi. Thằng nó chết. Anh còn cái hạt sen à? Ở đây. Anh hạt sen dễ ngủ. Món này á. 10 điểm. 11 điểm luôn. Quá ngon. Chuyện đủ ngọt nha. Mà nó ngấm chân lên. Vị wow. Thuốc bắc với cả vị ngạch cứu thơm lắm. Con vịt nó không biết đâu vịt người ấy mọi người ạ. Cái cổ nó mềm rồi. Ăn đã là cái cổ á. Cái cổ nó mềm rồi nha mọi người nhá. Cái cổ nó mềm rồi. Ăn rất rồi. Ăn cái luôn rồi, đến nước thì tơi. Mình không ăn nha. Đây, mày bỏ cái đấy đi. Mày thử cắn một cái, đây, cắn cái cổ nó xem. Không. Đấy, cái cổ nó mềm nhũn rồi. Đấy. Đấy, cho ít muối. Cho ít muối vào cái chóp đỉnh Phan Xi Păng này. Mình thích cảm ơn mọi người nhé. Mình xin tí chóp, tí đít, đít này. Ngay cả chứ xương đít em ăn chung xương đít nó mềm mà. Mình chỉ bỏ cái hoa này đi thôi. Cái này đúng thôi nhỉ. Rồi cái đít nó cũng mềm mà. Nhưng mà đi ăn cả cái hoa mà. Mình à ăn cái hoa để mình đẹp tóc đẹp lông. Con tóc này mình đẹp rồi. Con gà con vịt là tân dỉa cái hoa này xong bắt đầu nó dỉa lên lông. Ui hạt chen tuyệt vời quá, quá tuyệt vời luôn. Cái này nó ngấm muối đấy à. Em phải chín cái đầu mới được. Thôi em nhường anh cái thứ ba em ăn nhất vào câu mới cả
nhì dầu à. Tránh nhường anh à. Đoạn đầu nó biết nó mềm rồi. Ăn đã luôn rồi. Anh em mình đang nghiên cứu ra một món ngon. Vậy là trong danh sách của anh em mình hôm nay là có một cái món đắt đất này cực ngon nha mọi người nha. À, cái đầu nó nha, chỗ bổ dưỡng nhất, ngon nhất. Cái ốc của nó này. Ăn gì bổ đấy, ăn ốc bổ ốc thôi. Mình à, ăn được tầm 1.000 cái này sẽ lấp đầy một cái ốc của mình. Nha mình, thông minh nha. Ôi trời ơi. Quá tuyệt vời luôn. Trên là tuyệt vời luôn. Thật. Bình thường thì anh mình á là bình thường là mình ăn gà hầm là cứu thuốc bác rồi, hôm nay lần đầu tiên ăn gà vẫn ngon, nhưng mà nếu mà sử dụng cái con gà này, nấu ấy thì nó sẽ đúng hương vị của thuốc bác với kia hương vị. Lần sau mình sẽ sử dụng gà nhé, nhưng mà mình sẽ làm một cách khác, đó là gà chung thuốc bác, chung gà thuốc bác. Mình nghĩ đến thôi không hầm phải nguội từ sáng đến tối. Thích gà là phải gọi là xong úp nồi ấy, chum nó không nhiệt mấy, nó lâu nhừ hơn. Úp xong úp nồi ấy. Anh sẽ có một cái